Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá lúa cũng như là giá phân bón nha anh chị. Thì câu này thì ngày nào em cũng nói, tại vì kênh của em là cập nhật từ những anh chị bình luận từ những các tỉnh nha anh chị ha. Thì hôm nay thì cũng có một số tỉnh đã hết lúa rồi và một số tỉnh thì chuẩn bị là mở đồng nha anh chị. Thành ra là do đó thì em cũng sẽ cập nhật những cái bình luận mà mới nhất nè. Thì em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá lúa trước ha, sau đó thì em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá phân bón. Thì ở đây thì có một bạn là Lê Thị Kim 6681 nha anh chị ha. Thì bạn này bạn ở Trà Vinh mùng 2 cắt là đài thơm 8 là giá là 8.100 nha anh chị. Rồi cảm ơn bạn Lê Thị Kim đã bình luận ha, ở khu vực Trà Vinh. Rồi một bạn là Xuân Nguyễn nha, bạn này bạn ở là Kiến Tường Long An, hôm nay chốt giá là UM 380 ngày 7 cắt, ngày mùng 7 này là cắt giá là 7.500 nha anh chị. Bạn này bạn bình luận lên vậy. Tiếp tục là bạn là Ngô Xuân Cúc ha, 8161 nè. Bạn này bạn nói là thời điểm này là giá tăng là đúng rồi, vì không ai còn lúa, tăng như vậy thì mới bán được cái gạo nó giá cao. Thì bạn nói một cái tư duy nó cũng khá là đúng nha anh chị. Tại vì ngày hôm qua em cũng có đăng cái video lên là em nói là cái giá lúa mình tăng á, thì bạn này bạn nói thì giá lúa tăng là phải rồi. Nói chung là nông dân mình là người khổ nhất nha anh chị. Nói chung là cái giá lúa của mình là nó đã bị thao túng rồi, thậm chí là cái giá gạo luôn. Nói chung là vậy. Rồi tiếp tục là một bạn là Trần Kim Hô 7160 nha. Bạn này bạn ở Bạc Liêu nè, bạn cập nhật là cái giá lúa là 380 là bán là 7.500 nha anh chị. Thì qua nay em cũng cập nhật cho anh chị là cái khu vực là Bạc Liêu là chuẩn bị là có lúa nha anh chị ha, cũng như là Sóc Trăng là chuẩn bị là có lúa. Một bạn là Bạch Mai 3589, bạn kêu em cập nhật cái giá lúa khô đi em. Thì cái giá lúa khô thì bữa giờ là nó nằm khoảng như đài thơm 8 là nằm khoảng đâu là có nơi là 8.750 nha, có nơi là 9.200, thì nằm ở cái mức giá đó nha anh Bạch Mai 3589 ha. Thì em cập nhật cho anh luôn đó. Rồi một bạn là user 6G ha, bạn mới cập nhật khoảng đâu là 4 tiếng trước thôi nha, rất là gần luôn. Bạn cập nhật là lúa OM 1382 ở Châu Thành Tây Ninh là 7.300, 25 âm lịch này cắt Tây Ninh, còn một đợt tới mùng 10 này cắt âm là hết lúa không còn, có nghĩa là Tây Ninh là cũng gần hết lúa nha anh chị ha. Nhưng mà nghĩ thì khoảng đâu là một tháng nữa là trời là có mưa là bắt đầu là vô vụ lại nha anh chị ha, và khoảng đâu 90 ngày sau thì Tây Ninh nó mới có lúa nữa. Rồi tiếp tục là bạn An Trần nè, bạn nói là mới bán đài thơm 8 lấy cọc là 8.300 ở Sóc Trăng nhé. Rồi cảm ơn bạn An Trần nha, anh Trần chứ không phải là An Trần nha anh chị. Rồi một bạn là Khoa Nguyễn nè, ở xã là HD Kiên như nè, rồi Châu Thành Sóc Trăng là đài thơm 8 là đang thu hoạch ở giá là 8.200. Rồi cảm ơn bạn ha, nãy giờ Sóc Trăng bình luận nhiều tại vì khu vực ở Sóc Trăng là nay là mới mở đồng lại nha anh chị ha, là có lúa đó. Rồi bạn Duy Nguyễn nè, bạn nói là bạn ở chợ mới An Giang nha, vừa hết lúa, giá là OM 18 là vừa bán là dứt đồng là 7.900. Thì cái khu vực bạn là nay cũng vậy là cũng trễ rồi đó, chứ ở cái khu vực ở tỉnh em đi ở Tiền Giang là nay nó dứt đồng nay khoảng đâu bèo gì cũng khoảng nửa tháng rồi nha anh chị ha, rất là ấy luôn, dứt đồng luôn anh chị, tại vì cái khu của em là cái đợt cuối cùng là cắt đó. Rồi tiếp tục là bạn Minh Đương thì vậy ha, bạn nói là bạn ở Trà Vinh đang mở đồng, có vài nơi mở đồng bán OM 18 là giá 8.200. Thì cái giá này là nó trùng nha anh chị ha, trùng với Sóc Trăng hồi nãy giờ. Ở Trà Vinh chứ Sóc Trăng là rất là ok luôn, giá là trên 8.000 luôn nha anh chị. Nó thì đó là vậy nha. Chút xíu nữa em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá phân bón của mình nha anh chị. Tại vì giá phân bón hôm nay thì nó cũng có thay đổi một chút á, thành ra là em sẽ cập nhật cho anh chị để anh chị tiện theo dõi luôn. Rồi một bạn là Lê Nhật Thảo nè, bạn này hôm qua nay bạn cũng cập nhật nhiều nha anh chị ha. Thì bạn nói là cái khu vực của bạn là nó hạn mặn nha anh chị, nó hạn mặn, thành ra là cái lúa của mình nó không có vô gạo mà kỹ, nó vô gạo được có nửa hay nửa cái hạt gạo ha. Thành ra là khu vực bạn là bán chỉ được có 5.000 thôi. Hôm qua hôm nay hôm qua hôm kia thì bạn cũng có bình luận lên đó, thì hôm nay thì em cũng đọc lại cho anh chị xem ha. Và một bạn là 2233 vậy nè, bạn cập nhật là ở Sóc Trăng luôn nha, giá lúa đại thơm 8 hôm nay là 8.100 nha anh chị. Hồi nãy giờ là ở Sóc Trăng là 8.200 mà có một bạn chọt vô là 8.100 nè. Thì cái này thì nói trên lệch cũng không có nhiều nha anh chị ha, nói chung là còi nó cũng ép giá nha anh chị, nói chung là nó cũng ép giá. Rồi một bạn ở
Bạn hỏi về cái giá lúa là 202 nha. Cái giá lúa 202 của mình là cái lúa gà nha anh chị. Thì nó dao động về khoảng đâu là từ 7.600 cho đến 8.100 ha. Rồi thì em bây giờ em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá phân nha. Thì giá phân ở đây thì ở khu vực là miền Trung nha anh chị, em cập nhật là cái giá ure nha. Ure Phú Mỹ là từ là 550.000 cho đến là 600.000 tùy khu nha anh chị. Cũng như là ure Ninh Bình là từ 540 cho đến là 590. Còn phân NPK 20-20-15 á, loại đầu trâu là 940.000 cho đến là 980.000 ha. Còn loại là sông danh á, là 920.000 cho đến là 960.000. Còn phân kali bột ha, Phú Mỹ nha, là từ là 540.000 cho đến là 580.000. Còn ở Hà Anh á, là phân kali Hà Anh á, anh chị là 540 cho đến là 590. Còn NPK 16-16-8 là đầu trâu á, là 740.000 cho đến là 70.000 nha anh chị. Phú Mỹ là 730.000 cho đến là 760.000. Còn Lào Cai là 720 cho đến là 740. Cái này là khu vực là của miền Trung nha. Và cái phân lân á, thì phân lân thì nó có hai loại luôn, loại Lâm Thảo và loại Lào Cai. Đối với loại Lâm Thảo là 250.000 cho đến là 280.000. Còn Lào Cai là 240 cho đến là 270 nha anh chị. Còn khu vực là Tây Nam Bộ nè, là khu vực như là Ure Cà Mau của mình á, là 550 cho đến là 585 nha anh chị. Còn Phú Mỹ là 545 cho đến là 570. Thì cái giá này thì nó so với mấy bữa trước là nó có giảm nha. Hôm bữa là nó lên tới 590 luôn á. Còn phân DAB loại Hồng Hà nha, là 1.100.000 cho đến là 1.130.000. Thì cái giá này là nó không đổi nha anh chị. Còn loại đình vũ á, là đáp đình vũ là 760 cho đến là 800 nha anh chị ha. Giá này thì có thay đổi nhẹ đó. Phân kali miễn ha, phân kali cơ miễn mà loại Cà Mau á, là 530 cho đến là 550 nha anh chị. Còn phân NPK 16-16-8 là loại là Cà Mau là 660 cho đến là 690. Loại Phú Mỹ là 660 cho đến là 690 nha anh chị ha. Việt Nhật là 660 cho đến là 670. Còn phân NPK 20-20-15 loại ba con cò nha anh chị là 890 cho đến là 910 nha anh chị ha. Thì cái giá này là cái khu vực là Tây Nam Bộ nè. Còn khu vực là Đông Nam Bộ với Tây Nguyên thì em cập nhật luôn là phân ure Cà Mau là từ 580 cho đến là 630 nha anh chị. Phú Mỹ là 580 cho đến là 640. Phân kali bột là Cà Mau là 690 cho đến là 750. Phú Mỹ là 690 cho đến là 750 luôn. Nó đồng giá nha anh chị. Phân NPK 16-16-8 Cà Mau là 750 cho đến là 800. Còn Phú Mỹ là từ 750 cho đến 800 luôn. Đầu trâu là 830 cho đến là 850 nha anh chị. Còn phân NPK 20-20-15 TTE nha, của loại của Bình Điền á, là 1.050.000 cho đến là 1.090.000 nha. Phân lân á, là Lâm Thao là 300 đến 330. Rồi thì hôm nay em cũng đã cập nhật cho anh chị thì ba cái khu vực ha. Còn khu vực miền Bắc á, thì em cũng không có nắm được nhiều, nó thành ra là em chỉ cập nhật như vậy thôi. Rồi em cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp của em về giá lúa cũng như là giá phân nha.